Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các anh em tham gia một chuyến này góp nhận 5 tóc cần phin. Hiện tại tóc cần phin này đã list trên CoinMarketCap và CoinGecko với giá là 0.88 gần 89 0.9 đô trong tóc cần, các bạn đã list rất là nhiều sàn dịch lớn luôn các bạn. Đã list sàn Uniswap V2, MC và sàn Hu, sàn Gator này các bạn. Và sàn Dex Bitmart này các bạn. Chị qua cặp UDT nè các bạn. Rồi, để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, mở cái link form ra các bạn. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào này. Dòng thứ hai thì bạn ghi họ nhà tên của mình vào. Dòng thứ ba thì các bạn copy địa chỉ ERC20 token nha các bạn. Các bạn dùng địa chỉ ETH của mình trên YouTube Wallet mình các bạn. Chờ chút xíu các bạn. Các bạn bấm nút nhận này các bạn. Rồi các bạn sao chép lên các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại, các bạn bắt địa chỉ ETH của mình vào đây. Đáp án thì vừa đây với phần đi mô tả cho các bạn đó. Câu hỏi thứ nhất là phin nè. Phần để mình qua đây, mình qua bên ngoài góp nó mình lấy câu trả lời các bạn. Rồi câu 1 thì các bạn điện phin. Câu số 2 các bạn điện dưới 400%. Câu số 3 các bạn điện Savin Landing Abrovin nè các bạn. Câu số 4 thì How do free các bạn. Để mình đảo lại cái nữa các bạn. Để chính xác các bạn. Câu số 3 các bạn chọn vào 3G nè các bạn. Câu số 4 các bạn chọn Z nè các bạn. Rồi tiếp tục thì mình có để các bạn link mô tả với cái link Twitter các bạn like và Twitter gửi ở đường link nè các bạn. Twitter thì các bạn follow các bạn, rồi bạn like nè các bạn. Các bạn chỉnh dẫn với Twitter nha các bạn. Các bạn Twitter chứ username nó đi các bạn. À không. DE. Rồi các bạn tan ba các bạn vào các bạn bấm tài quyết nha các bạn. Sau khi tài quyết xong thì các bạn mở cái tài quyết tơ của mình ra lại nè. Rồi các bạn mở tài quyết tơ mình ra, mình nhập vào bao gạch cùng, bạn nhập vào hồ sơ nha các bạn. Các bạn qua tài quyết để trở lại nha các bạn. Chậm quá. Rồi các bạn chia sẻ bài viết này nè các bạn. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi sau khi sao chép liên kết xong các bạn bắt đập lên. Các bạn mở lên form ra lại nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra thông tin là một lần nữa có chính xác không các bạn. Rồi các bạn gì bấm gỡ nha các bạn. Rồi bạn lưỡi cấp tra cái nữa tờ ống khối 1, 2, 3 xác mình. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 5 token phin để kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.